phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh kiên giang vừa bắt quả tang đối với bà lư thị thủy tuyên ngụ khu phố b thị trấn tân hiệp huyện tân hiệp làm chủ đang thực hiện sơ chế sản phẩm động vật bẩn không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y về cơ sở trang thiết bị dụng cụ và có dấu hiệu bốc mùi hôi thối Trước đó, khi lực lượng kiểm tra xe tải biển kiểm soát 64C 03312 bốc giữa hàng xuống nhà ông Tám và ông Hòa ở ấp Phú Khởi, xã Thạch Hòa, huyện Phụng Hiệp, thì phát hiện bên trong các bao tải chứa lỗ tai và da động vật bốc mùi hôi thối, thậm chí có giòi với tổng trọng lượng hơn 3 tấn, gồm phèo, bao tử, tai và da trâu. Hai ông này khai mua của bà Lư Thị Thủy Tuyên về xử lý, bán lại cho các tiểu thương, còn lại bán cho các hộ làm thức ăn cho cá.